Với nhịp sống vốn dĩ rất sôi động của thành phố Hồ Chí Minh thì ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, nhịp sống ấy dường như chỉ chậm rãi hơn một chút thôi. Ví dụ như nơi tôi đang đứng là cửa ngõ miền Đông thì lượng phương tiện di chuyển vào thành phố sáng ngày hôm nay vẫn rất đông. Có khác chỉ là các xe buýt, xe khách, xe taxi hay là xe hợp đồng 9 chỗ đều đã dừng hoạt động từ 0 giờ ngày hôm nay. Những người ra đường thì che chắn kỹ càng hơn một chút, di chuyển chậm rãi hơn một chút. Việc cách ly trong xã hội không có nghĩa là phong tỏa thành phố mà chỉ là giãn cách xã hội. Chính vì vậy, hoạt động mua bán, các dịch vụ thiết yếu đều vẫn hoạt động như bình thường. Tại nhiều khu chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, hạn chế việc nhiều người đi chợ vào cùng một lúc, tiến hành nhắc nhở hàng quán không lấn chiếm lòng lề đường và chỉ cho tối đa 10 người vào chợ một lần. Việc này tuy làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc kinh doanh mua bán của không ít tiểu thương lẫn người đi chợ, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ tuân thủ. Hạn chế tiếp xúc và chợ thì dẹp như này nó thông thoáng hơn thì nó cũng bớt cái lưu lượng xe qua lại, nó bớt hơn, khoảng cách giãn cách thừa ra. Mình biết là tức là ở người nào thì ở đấy, chẳng hạn như tỉnh nào ở xã tỉnh đấy, huyện nào huyện đấy, xã nào xã đấy, nhà nào nhà đấy, nói chung là mình vẫn phải đi làm đấy, thì nói chung là mình chỉ chạy trong cái khoảng phạm vi nào nó ngắn nhất thôi chứ không có đi xa. Ngoài những cái công việc không cần thiết thì mọi người không ra đường, bởi vì đây là chợ thì cũng nên đi mua một số đồ thực phẩm. Thay đổi lớn nhất có lẽ là các tuyến phố ở trung tâm thành phố, khi mà không có kẹt xe, không có tắc đường, đường thông hề thoáng hơn rất nhiều. Tại các khu phố mua sắm thì hoạt động kinh doanh buôn bán cũng trở nên vắng lặng vì mọi người hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc với nhau để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong sáng hôm nay vẫn còn tình trạng người dân tụ tập trên 2 người, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Sáng ngày 1 tháng 4, điểm đỗ xe buýt tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi đã tạm dừng hoạt động theo công văn của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cầu này thì toàn bộ ô tô khách tuyến cố định, taxi, xe buýt, xe du lịch, hợp đồng ứng dụng công nghệ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 4 đến 15 tháng 4 để phòng chống dịch COVID-19. Một số trường hợp đặc biệt được phép hoạt động như xe công vụ, xe cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, các doanh nghiệp, chuyên chở vật liệu sản xuất. Những trường hợp này phải đáp ứng yêu cầu khử trùng xe trước và sau khi đón trả khách, không vận chuyển quá 50% sức chứa và quá 20 khách mỗi chuyến. Lái xe, tiếp viên và hành khách phải đeo khẩu trang, khai báo y tế. Trước đó thì thành phố cho dừng toàn bộ 200 tuyến xe buýt với khoảng 3.000 đầu xe để tránh lây lan dịch bệnh. Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 15 ngày cách ly trong xã hội, hoạt động cung ứng tiền mặt và hệ thống thanh toán trong nền kinh tế vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng được mở cửa hoạt động bình thường. Vì vậy, doanh nghiệp và người dân không nhất thiết phải rút tiền để dự phòng. Đối với các ngân hàng thương mại, mọi hoạt động giao dịch thiết yếu như gửi tiền, rút tiền, thanh toán chuyển tiền, các hoạt động dịch vụ ngân hàng trực tuyến online phục vụ bình thường trong 15 ngày tới. Người dân đến giao dịch thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn theo hướng dẫn. Với vấn đề tiếp quỹ ATM được đảm bảo công việc thông suốt, riêng những máy ở vùng nguy cơ dịch bệnh cao thì ngân hàng sẽ tăng cường các biện pháp bảo hộ cho nhân viên khi tiếp quỹ. Ngoài ra, các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng sử dụng tiện ích trên các sản phẩm ngân hàng điện tử để giao dịch. Điều này sẽ góp phần hạn chế COVID-19 lây lan.